Đây, đầu tiên là giải ba cái lạt nha các bạn. Đó, tiếp sau đó sẽ là lá dong này. Đó, cái lá dong với lá ổng trước khi mà gói là phải phải trần qua nước sôi nha các bạn. Đấy, xong rửa sạch sẽ đi. Cái này cần mấy lá mẹ? 4 lá. Bé là 4 lá. À, đây lá bé là cần 4 lá dong này. To thì 3 lá. Đấy, to thì 3 lá. Đầu tiên là một lớp lá dong ạ, sau đó là sẽ cho lá ra chít, cho gọi là chít hay là ỏng nha các bạn. Cái này có tác dụng gì mẹ? Làm vóc thì nó dễ, vóc nó không dính là À, sao? cho bác không dính đúng không? Không nó dính. À, đó. Thế sau là một cái lớp lá chít lá ỏng thì nó không bị dính này, khi bóc khi luộc chín này bóc nó dễ hơn. Có phải là giải gạo đúng không ạ? Mấy bát mẹ? Hai. Hai bát à? Một rửa anh hai bát. Là cho là nhân đỗ này, đỗ xanh là trước khi mà làm là phải đảo gia vị nhỉ, xào qua đảo gia vị đầy đủ. À, hai bát là một bát bên dưới đúng không? Ừ, sau đây là cho thịt này, cho bắt đầu ấy. Đấy, xong phát này mới mới giải bát gạo lên trên. Cái này là buộc tạm thôi mẹ, sau lát nữa mới cuốn sau đúng không? À, tạm xong lắm. À, dực lên đúng không? Mình dã nó đều hả? Nghe cho nó bắt đầu nó bằng bằng mình đông góc thế thôi. À, lúc vớt góc phải là khó phết đấy nhỉ mẹ nhỉ, phải không? Lúc vớt góc này này. À, tháo ra. À, ba ba đi xem còn nếp tết một bao mà. Rất nhiều cái bằng hàng là bao đây. Nó này đang sản xuất cái hả?
áo trắng. Hạch cú mới chín á. Ủa hạch cú biết á. Hạch cú biết á. Hạch cú cú biết đi. Bà cú mà cú biết à. Bà thắng với chén thắng. À bà thắng ơi. Bà thắng. Bác đi test Covid chưa? Nó đen cơ nhà các bạn. Bác thắng là bác còn cái test thắng ấy. Bác còn cái chứng ngại lên khoảng bác cái test Covid thắng. À bác còn cục ông mà. Cục ông mà cái ngày lần thế đấy. Con chỉ là 18 tuổi. 18 tuổi rồi. Anh yêu đi hùa mà. Đấy, cái này là. À. Cái này là căn góc nó vào nó khó hơn nhất đúng không? Cái này á. Cái này qua được cuốn này. Đi ăn cố về lại mất tiền thêm. 180.000 à. Tét rồi. Hôm nào con tét có 100 á. 100 mà. Nó bị F0, có mặt thằng bị F0. Mắt nó bị F0 à, cái phần tay bị F0 mà. Trẻ già nó bị sao? Tiếp xúc này ghê mà, người đi xong lại tiếp xúc cái này. Bố mà cáo trang này không đeo, chịu rồi. Đâu? Đấy, là xong cái bánh rồi. Xong cái bánh rồi đó hả? À, cài vào hả? Ờ, cài vào mình tắt. À đây ạ. Xong rồi hả? Đây, đây thành quả đây. Thành quả các bạn. Bánh chưng dài của người Nùng đây. Bánh chưng dài của người Nùng. Cái này. Đi làm rồi bác thắng cái điện thoại xong rồi bác vô đặt luôn. Ok ok. Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi. Và nếu các bạn thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để có thể đón xem những video mới nhất trên kênh Ngọc Lét nhé. Và bây giờ xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.